lên đang xanh nhạt Q7 Karate An Nhơn Bình Định. Thank you.
rất là tốt, rất là có triển vọng. Chứ là nếu mà hướng dẫn huấn luyện thêm thì bé này tập rất là tốt. Thứ nhất là tuổi còn nhỏ mà đã tập được như này rồi thì bồi dưỡng thêm, huấn luyện thêm thì sẽ tiến bộ rất là tốt. Nữ có một kỹ thuật rất là chắc chắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.